chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Ngày hôm nay, Tây Ban Nha ngăn Scotland giành vé sớm đến Euro. Sau khi pha lập công của suất MC Mani bị hủy, Tây Ban Nha ghi hai bàn để thắng cho Scotland 2-0 ở vòng loại Euro 2024 hôm ngày 12 tháng 10. Đấu trên sân La Cartuja, Tây Ban Nha có 9 điểm và đã ít hơn một trận so với Scotland. Đội toàn thắng 5 trận, đội thứ 3 Na Uy thì mới có 7 điểm và đá bằng trận Scotland. Với việc mỗi đội chỉ đá 8 trận ở bảng A, Scotland chỉ cần hòa trên đất Tây Ban Nha là nắm chắc một trong hai vị trí dẫn đầu sau vòng loại và giành vé đến vòng chung kết. Một đội trưởng Andrew Redbenson vì chấn thương ở cuối hiệp 1, đội khách đến gần mục tiêu có điểm khi Scott MC Tony May xuất phạt vào lưới Andy Simon từ góc hẹp ở phút 60. Nhưng sau khi va vào cuộc thì bàn thắng đã bị hủy. Ban đầu Jack Henry bị cho là phạm lỗi với thủ môn Tây Ban Nha. Nhưng kết luận sau của va là cầu thủ Scotland việt vị và cản trở thủ thành Simon. Đội phó John McGinn ấm ức sau trận khi nói rằng Handy không tham gia pha bóng và Simon không có cơ hội cản phá cú đá của MC Martinez. Phản ứng của MC Zing là dễ hiểu, bởi sau khi bị hủy bàn thắng thì Scotland có phần xuống tinh thần, còn Tây Ban Nha thì tự tin sâu hơn khi thoát thua. Chỉ hơn 10 phút sau tình huống gây tranh cãi, Scotland nhận bàn thua, Alvaro Morata xâm nhập vào vòng cấm, đón quả tạt của Jason Navas và đánh đầu mở tỷ số. Tiếp đà hưng phấn thì Tây Ban Nha ghi thêm bàn ở phút 86. Người ấn định chiến thắng 2-0 là tiền vệ đang khoác áo Asenbi Pabo Ahan Sasset. Tây Ban Nha nối dài mạch toàn thắng trên sân nhà ở vòng loại Euro lên con số 25 tính từ năm 2023. Họ bất bại ở 49 trận gần nhất trên sân nhà ở vòng loại Euro và World Cup, dưới sạch loại 18 số trong đó thay cho Lut Dila Forati trả được món nợ thua Scotland 0-2 lượt đi và sang cửa vượt qua vòng loại. Tây Ban Nha thậm chí có thể chiếm đỉnh chung cuộc khi đang kém đối thủ 3 điểm, kém một trận bảng đối đầu và hơn nhiều về số bàn thắng thua. Scotland vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành một trong hai vị trí bắt đầu bảng A. Họ đang hơn thua thứ 3 Na Uy 5 điểm và chỉ cần hòa đối thủ này trong cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối cùng hôm ngày 20 tháng 11 là chắc chắn giành vé. Na Uy nuôi hy vọng bằng việc thắng đảo Sip 4-0 ở lượt trận này nhờ cú đúp của Ale Haaland. Ngày 16 tháng 10 tới thì họ sẽ quyết đấu với đội khách Tây Ban Nha trong trận đấu ảnh hưởng đến tới cục diện của bảng A. Và đó là thông tin ngày 13 tháng 10. Nếu anh thay đừng quên cho tôi chia sẻ comment và đừng ký vào chung nhé. Tạm biệt.